thưa quý thầy giáo, cô giáo là hiệu trưởng, nguyên phó hiệu trưởng, nguyên hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên, về hưu cả nhiều thế hệ học trò. Kính thưa các anh chị em trong hội cha học sinh hai trường trung học cơ sở và trường mầm non Tam Quan. Kính thưa cùng toàn thể cán bộ viên chức của trường trung học cơ sở và trường mầm non Tam Quan. Dân tộc ta vốn có truyền thống uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo, truyền thống tốt đẹp đã trở thành một đạo lý cao cả thiêng liêng, thấm sâu vào trong nhận thức tình cảm của mọi người dân Việt Nam. Ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 chính là ngày thể hiện đạo lý ngàn năm ấy. Vì thế đã từ lâu 20 tháng 11 không chỉ là ngày lễ của những ngành giáo dục mà là còn ngày hội lớn của toàn xã hội. Đây là ngày hội quan trọng nhằm tôn vinh nghề dạy học, tôn vinh các nhà giáo, những người làm công tác giáo dục, đồng thời thể hiện sự quan tâm toàn hội đến những người tự xưng tâm hồn, tự tự truyền thống hiếu học của dân tộc ta. Thay mặt hội đồng sư phạm nhà trường, trước tiên tôi xin trân trọng cảm ơn, kính chúc quý vị đại diện sức khỏe, tất cả phụ huynh đã quan tâm đặc biệt dành những tình cảm tốt đẹp nhất qua ngày 20 tháng 11 tại địa điểm này. Tôi cũng xin nhiệt liệt chúc mừng và gửi lời đến quý thầy cô giáo, cán bộ nhân viên của hai nhà trường trung học cơ sở Tam Quan và trường mầm non Tam Quan với tình cảm chân thành nhất. Chúc cả chúng ta có một ngày hội vui vẻ và hạnh phúc. Kính thưa quý thầy đại biểu, kính thưa quý thầy giáo, cô giáo, cán bộ nhân viên của nhà trường, một mùa hè, một mùa 20 tháng 11 lại về trong cái xi lạnh của đất trời, cái nóng nhất của những buổi học gần cuối kỳ, biết bao cảm xúc vừa san sẻ giải bày tâm sự, biết bao ước mơ và thất vọng ngày mai của những chiến đoàn với các vòng sóng, các vòng lưu, các vòng vươn lên để rồi trở thành những quốc trô về những chiến đoàn đưa người qua mến lặng lẽ cần làm nhớ lại những chiến đoàn cứu trợ đạo và đời chở những cái buồn vui đến ba tập hồ như trở hoa dại. Thầy cô đến mỗi ngày đến trường là một niềm vui, bỏ lại những em trần trọc suy nghĩ vân thang giáo án, bỏ lại những lo to buồn về của cuộc sống để cùng hướng đến mục tiêu cao cả duy nhất trong cuộc đời, tất cả vì học sinh thân yêu. Thầy cô giáo gắng sức chắc lọc từ những trang đời để viết nên bản nên phấn tán những dòng chữ đơn sơ như chứa các tâm huyết của cả cuộc đời người. Mỗi dòng chữ đã có tính niệm bắn đầu của tình đời hướng tới những ước mơ và khát vọng, những giá trị nhân văn của các cháu thiện nghĩ, hướng tới các em những bậc thang mới trong cuộc đời và những nuôi cái ước mơ của các em. Xây dựng một môi trường thân thiện, mọi thầy giáo, cô giáo tên quê quán khác nhau của là người bốn phương, nhưng tất cả đều có một tiếng nói, có một tiếng lòng, có một hướng đi, góp sức của mình vào công việc cùng người, trao dồi kiến thức cho ba thế hệ học sinh của phường Tam Quan. Trường trung học cơ sở Tam Quan đã 10 năm của một năm thành lập trường mầm non Tam Quan sau khi đã thành lập. Mỗi năm số lượng các trường đều phát triển từ đại trà đến núi nhọn, từ giáo viên đến học sinh, các cháu mầm non, tất cả đều nhờ vào sự nhiệt tình tâm huyết. Nghề nghiệp của đội ngũ thầy cô giáo mà đặc biệt quý thầy cô giáo đi trước đã ôm hạt gieo mầm cho tất cả các nhà trường. Trong buổi học tập lớp học này, thay mặt cho nhà trường xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành nhất với ba thế hệ thầy cô đi trước. Là thế hệ đi sau, chúng tôi xin hứa sẽ tiếp bước truyền thống tốt đẹp của ba thế hệ thầy cô đi trước. Chính thầy cô đã đáp ứng cho chúng tôi thế hệ đi sau trong bài giảng hôm nay của các em chúng tôi đã thấm thức tình cảm và thân tình. Tôi đi trước đã tìm lại. Cảm và biết ơn quý thầy cô. Thời gian có thể làm bạc nhằm mái tóc nhưng không bao giờ làm bạc nhằm lòng yêu thương nghề yêu quý của mình. Công sức của thầy cô dù không được như trơn như đá bản vàng nhưng cũng đạt vào ba thế hệ học sinh, trong đó có chúng tôi. Công lao của nhà giáo sẽ không uổng phí bởi những con người xa bò sẽ đem hết sức lực nhiệt tình cống hiến cho quê hương đất nước. Như bác Hồ đã nói, vinh quang của nhà giáo hóa thành cái thành đạt của học trò. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo địa phương, vinh dự chúng tôi được công tác tại trường Tam Quan, được sự quan tâm của các lãnh đạo đã từng bước phòng cho sự phát triển lớn mạnh của nhà trường. Chúng tôi xin cảm ơn và sự quan tâm của quý vị là người đồng viên cho chúng tôi tiến bước trong sự nghiệp chồng người của năm tháng tiếp theo. Hôm nay trong không khí của tất cả chúng ta ngồi đây biết bao cảm xúc dân trào, biết bao nỗi nhớ của một ngày mai tươi sáng với thầy giáo, cô giáo là những con đò cần mẫn trợ sắc cho trong gặp ta gặp người. Bỏ lại cho một dòng ngày bước qua những khó khăn với những
mỗi năm ngày 20 tháng 11 lại về bác con tim đã được háo hức đón chào, mong rằng quý thầy cô cán bộ viên chức hãy tâm tâm công tác tốt, xứng đáng những gì mà đảng và nhà nước giao phó phụ huynh tin cậy. Mọi bước đi của chúng ta ngày hôm nay và những bài giảng của quý thầy cô giáo đã từng chắc chắn mỗi tiết lớp lớp của chúng ta hôm nay mang bóng dáng thầy cô năm xưa, thế hệ luôn tiếp vệ nối tiếp ông quả